18 tuổi, bạn lựa chọn lối sống như thế nào? Rời xa vòng tay của bố mẹ, đặt chân đến một thành phố mới để tiếp tục chinh phục con đường tri thức. Nhưng từ giây phút được thả lỏng này, bạn bắt đầu buông thả bản thân. Số liệu thống kê cho thấy có đến 60% sinh viên sống khép mình, ít tham gia hoạt động xã hội, 10% hướng vào vui chơi, hưởng thụ. Liệu bạn có nằm trong số đó? Chúng ta ăn chơi sa đà, vui mình vào game hay những cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng, trong khi cha mẹ ở quê vất vả, lo toan kiếm từng đồng để gửi lên thành phố cho con trang trải học phí. Trên giảng đường thì ngủ gật, thụ động hay nước đến chân mới nhảy. Kiến thức tiếp thu là con số 0, kỹ năng có được cũng chẳng thể là con số 1. Chơi đến nơi nhưng học chẳng đến chốn, mà chẳng biết rằng bản thân đang tự đánh mất ước mơ của chính mình và sự kỳ vọng của chính bố mẹ. Và kết quả là thống kê tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng và đại học trở lên thất nghiệp chiếm 30,8%. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành lên tới 60%. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tuyển dụng có nhiều xáo trộn như hiện nay, việc chọn được một vị trí công việc phù hợp đúng theo chuyên ngành đào tạo càng trở nên nan giải. 90% sinh viên ra trường thiếu những kỹ năng mềm cần thiết. Sức khỏe đi xuống, thú vui tiêu khiển đi lên và còn rất nhiều hệ lụy tiêu cực khác chỉ vì bạn không biết đặt ra giới hạn cho bản thân. Chỉ vì thiếu định hướng vào con đường phù hợp. Hãy nhớ, công việc chưa bao giờ hết chỗ, chỉ là bạn chưa xứng đáng để được ngồi vào đúng vị trí đó. Nhưng để xứng đáng, trước hết bạn cần phải thay đổi chính mình. Lựa chọn một môi trường học tập phù hợp, xây dựng một lối sống lý tưởng, tích lũy kiến thức, trải nghiệm kỹ năng cho bản thân. Tất cả những yếu tố đó đều được trường doanh nhân CEO Việt Nam Global tập trung đưa vào chương trình đào tạo. Năm đầu tiên, rèn luyện thân kỷ luật. Học viên được đào tạo theo mô hình quân đội khép kín với 11 khung thời gian trong ngày từ 5 giờ 30 sáng đến 22 giờ 30 tối cùng những hoạt động khoa học như dậy sớm, tập thể dục, đọc sách, tập võ. Không cần lo trang phục, chỗ ăn uống, ngủ nghỉ, học tập. Rèn tính nỗ lực, kỷ luật, tự lập và thói quen của những người thành công. Rèn luyện tâm yêu thương. Ngay trong tuần học đầu tiên, học viên được học chương trình CEO Style, thấu hiểu quy luật cuộc sống. Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như tọa đàm cùng doanh nhân, giải bóng đá, trải nghiệm văn hóa ẩm thực vùng miền. Rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian. Từ đó biết cách chung sống hạnh phúc và sẵn sàng hội nhập xu thế quốc tế. Rèn luyện tuệ khai phóng. Học sinh được học giáo trình biên soạn bởi ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam Global, được đào tạo chuyên sâu về kiến thức kinh doanh thực tiễn, tư duy làm chủ. 100% đội ngũ giảng viên là chủ doanh nghiệp, sở hữu tầm nhìn xa, tư duy logic, xử lý vấn đề trên nhiều góc nhìn, nhạy cảm với thương trường và có kiến thức tương đương với 1,5 năm kinh nghiệm thực tế. 2 năm tiếp theo, học viên được trường bố trí việc làm tại doanh nghiệp chuyên nghiệp, tự tin với mức lương khởi điểm trên 8 triệu đồng một tháng. Ban ngày đi làm, buổi tối tiếp tục hoàn thành chương trình cao đẳng chính quy. Kết thúc 3 năm, học viên được nhận chứng nhận quản trị kinh doanh, tấm bằng chính quy và 2 năm kinh nghiệm thực chiến trong ngành. Hoàn toàn có thể liên thông lên các trường đại học top đầu nếu có nhu cầu. Vừa bỏ túi kiến thức thực chiến, vừa sở hữu kỹ năng, kinh nghiệm thực tế, học viên tự tin tiếp tục đạt được những bước tiến cao khi đặt chân vào thị trường lao động. Một môi trường đào tạo lý tưởng, rèn kỷ luật, học chủ động, làm thực tế đã và đang là cái nôi giáo dục cho học sinh lớp 12 với mong muốn khẳng định cái tôi của chính mình. Còn chần chừ gì mà không đăng ký xét tuyển ngay hôm nay? Trường doanh nhân CEO Việt Nam Global hiện đang tư vấn tuyển sinh khóa 8 với chỉ tiêu 450 học viên trên toàn quốc. Xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn với hội đồng doanh nhân, sở hữu ngay học bổng giá trị 40 triệu đồng. Thông tin liên hệ: website truongdoanhnanceovietnam.edu.vn, hotline 0976 776622. Trường doanh nhân CEO Việt Nam Global, làm chủ ước mơ doanh nhân từ tuổi 18.